Tôi có đẹp Phúc Tuấn, xin chào tất cả anh chị và mọi người ạ. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một tác phẩm mãnh hổ chất liệu gỗ lu khá với em. Một tác phẩm mãnh hổ rất là to khủng quá nhá. Đó, tác phẩm này rất là tuyệt vời. Bác nào để cho phòng khách này rất là tuyệt vời đây ạ. Thì đầu tiên em sẽ quay gần lại giới thiệu các bác chi tiết tác phẩm này. Thì em đang quay ở ngoài đường cho nên nếu âm thanh khá là ồn, các bác thông cảm giúp bên em nhá. Đây bạn, đây đầu tiên chỗ mặt, gương mặt của chú hổ các bác nhá. Đây gương mặt của chú hổ này. Đó các bác có thấy, đây gương mặt chú hổ bên em. Đó. Chú hổ bên em đục rất là đẹp nhá. Đây. Bác thấy đây là những hoa lu này, hoa lu đây. Đó, những hoa lu trên lưng chú hổ này, hoa lu vân rất tuyệt vời. Đó, chi tiết như bàn chân chú hổ này, móng vuốt này. Đó, bên em có đục móng vuốt rất là đẹp, bàn chân y như là thật luôn. Đó, rất là tuyệt vời các bạn nhá. Đó, đuôi cũng như rất nhiều chốm hoa lu các bạn ơi. Đây, rất là nhiều đốm hoa lu đây các bạn nhá. Đó, rất là đẹp. Và em quay mặt sau các bác. Vâng, đây mặt sau tác phẩm này các bác ơi. Đó. Lu xiên này, lu. Đây các bác thấy đây, đây là lu này, xiên này. Đó, những vết lu xiên đây các bác kìa. Đó, vết lu xiên đây này. Đó. Rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Đó. Vân của tác phẩm này cũng là rất tuyệt vời các bác, vân rất là tuyệt vời. Đó. Thì đây là một chú hổ bên em. Đó, mãnh hổ các bạn nhá, chất liệu gỗ lu nghiến. À thì em sẽ nói lu kháo. Nhưng các bạn thấy dáng của chú hổ này rất là mạnh mẽ này. Đó. Chú hổ đang vồ mồi. Đó, đang rình mồi đấy các bạn nhá. Đó. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, đây bên dưới đây. Thế nên em có đục chế tác trên một cái gỗ bên dưới. Rất là đẹp. Thì chú hổ này bên em xin đọc kích thước các bác. Kích thước chiều cao 87, ngang là 1m16 và chiều sâu là 67 các bác nhá. Cao 87, ngang 1m16 và chiều sâu là 67. Chất liệu gỗ lu kháo. Bên em xin báo giá tác phẩm này với các bác. Bên em bán với giá là 9.500.000 đồng các bác nhá. 9.500.000 đồng chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Bác chốt tác phẩm này với giá là 4. À nhỉ, em xin lỗi. Bác có chốt tác phẩm này với giá là 9.500.000 đồng. Các bác hãy chốt và để lại số điện thoại bên em nhé. Đó, giá đó bên em bán giá tại xưởng thôi, 9.500.000 đồng thôi ạ. Tác phẩm chú hổ rất là to khủng ngoài luôn, rất là tuyệt vời. Đó. Đây, hoa lu kín mít luôn này, rất là đẹp. Đó, dáng thế chú hổ rất là khỏe khoắn, đang rình mồi các bác, chuẩn bị vồ mồi đấy ạ. Và bác là chốt tác phẩm này thì các bác hãy comment dưới phần bình luận là chốt và để lại số điện thoại bên em nhá. Em xin lỗi các bác. Hoặc là các bác có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0389889968 để được ở bên em tư vấn và các bác có thể đặt hàng, tư vấn và đặt hàng của tác phẩm này. Đó, một chú mãnh hổ rất là đẹp đấy ạ. Rất tuyệt vời, các bác mang về kê phòng khách rất là tuyệt vời, các nhá, rất là đỉnh đấy ạ. Mời các bác xem video này với hay, các bác nhớ ấn like và đăng ký cho bên em nhá, để theo dõi và cập nhật những video mới nhất bên em đăng lên giới thiệu với các bác ạ. Bây giờ em xin chào tất cả anh chị và mọi người nhá. Em lại mọi người trong những video, những clip tiếp theo. Đó, em sẽ luôn cập nhật video lên sớm nhất cho các bác về giới thiệu về những tác phẩm đồ gỗ mỹ nghệ bên em ạ. Đó, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra xem video bên em nhé. Đó, bây giờ em xin chào mọi người ạ.